hướng dẫn lắp đặt nồi củi thế hệ 2020. Bộ nồi củi 2020 bao gồm đầu nồi củi, đuôi nồi củi, bàn thay tả, khung trái, khung phải, kệ chứa đồ, tấm lót củi, thanh treo mùng và mùng. Ngoài ra còn có các chi tiết nhỏ khác: bánh xe, ốc dài, ốc ngắn, vít, giá đỡ, ốc trung, đai nhựa, dụng cụ lắp. Để tiến hành lắp đặt nồi nấc 1, ta bắt đầu các bước như sau. Đầu tiên, sử dụng khung trái để nối hai đầu đuôi nồi củi và cố định bằng ốc dài. Lưu ý, thanh gỗ được bọc nhựa của khung phải hướng lên trên. Phải để nối bên còn lại. Lưu ý, phần gập đường của khung phải được gập hướng ra ngoài. Dùng ốc dài cố định các mối khoan như minh họa. Tương tự với mặt còn lại của nôi. Cố định bằng ốc ngắn 4 bánh xe vào 4 góc dưới của nồi củi. Lưu ý, khi lắp đặt xong, phần nhọn của đai cố định bánh xe phải hướng vào bên trong lúc bánh chạm đất. Tiếp tục với những góc còn lại. Móc 4 giá đỡ vào 4 đầu thanh dưới của khung trái và khung phải. Đặt kệ chứa đồ lên trên 4 giá đỡ. Dùng đai nhựa và ốc trung để tiến hành lắp cố định tấm lót củi. Lắp vào các mối khoan có vị trí như minh họa. Và đai nhựa vào lỗ khoan ở giữa trước khi đặt tấm lót củi. Đặt tấm lót củi lên trên đai nhựa, sau đó lắp thêm một ốc trung vào mối khoan ở giữa của khung trái để tấm lót được cố định chắc chắn. Buộc các tấm quay đệm vào bốn mặt của nồi củi. Dùng 4 giá đỡ lắp vào hai cạnh chiều rộng của bàn thay tả. Cố định thanh lắp mùng bằng ốc lắp mùng. Treo mùng lên thanh treo. Hoàn thành lắp đặt nồi nấc 1 cho bé. Tiến hành lắp đặt nồi nấc 2. Tháo quay nệm và tấm lót củi ra ngoài. Sau đó, hạ đai nhựa và ốc trung xuống mối khoan của khung trái và khung phải như minh họa. Đặt tấm lót củi lên các đai nhựa. Lớp 2 đã lắp đặt hoàn thành. Lắp củi. Tháo các đai nhựa và ốc trung. Thay kệ chứa đồ bằng tấm lót củi. Hoàn thành lắp đặt chiếc củi cho bé. Vậy là đã hoàn thành quá trình lắp đặt 3 chế độ của chiếc nồi củi cho bé rồi. Chúc các bạn thành công!